Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK. Rồi ok, thì lúc trước mình đã làm một cái bài đó là xếp hạng đánh giá những cái con tướng tức tịnh rồi đúng không các bạn? Chúng ta đã có được hạng 1, hạng 2, hạng 9, hạng 8, hạng 7, hạng 6, còn hạng 4 nè. Còn hạng 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 5, 4 và 3 thì chúng ta chưa đề ra những cái tên nào các bạn thì ok trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nhắc tới ba cái vị trí còn lại cùng với đó là chúng ta tổng kết lại thứ tự của tất cả các tướng tức tỉnh từ trên xuống dưới mà các bạn cần phải lên ok xếp vị trí thứ năm là con nào các bạn trên biden thì các bạn nghĩ các bạn sẽ xếp vào cái con nào chúng ta có magia gã và chúng ta có sư và chúng ta có athalia thì thật sự nếu mà xét về độ quý hiếm á các bạn nếu mà chúng ta xét về độ quý hiếm khi mà các bạn mượn tướng hoặc là độ phổ biến của những cái con tướng đó đó thì có thể nói cái con ma tria gã nó sẽ là hơn hẳn cái con sư xét về độ quý hiếm nha thì cái con ma tria này hơn hẳn con sư hoặc là xét về sức mạnh trong cái meta ví dụ như là meta đấu trường đi các bạn meta đấu trường à, kiểu như những mà người chơi mà người, người chơi kiểu như người chơi quan tâm tới thứ hạng trong đấu trường như là trong cúp đột hoa báu hoặc là trong giải vô địch huyền thoại đó các bạn một số giải đấu thì à, những người đó sẽ đánh giá cái con ma chia này cao hơn hẳn so với con sư thật sự là sẽ đánh giá cao hơn một là về sức mạnh trong những team mà team đánh lộn nè hai là về độ nguy hiếm của con này do đó ma xứng đáng xếp cao hơn sư đối với khía cạnh của những người chơi mà người chơi chuyên nghiệp họ đầu tư về tiêm bbb cả con matria này còn đối với những người chơi mà đề cao sự đa dụng chúng ta muốn có một cái con tướng mà kiểu như nó rất là phổ biến trên rất là nhiều cái chế độ chơi lên được một con nhưng các bạn dùng rất là nhiều chế độ và nó thật sự rất là mạnh Chứ không phải là một cái con tướng nhiều chế độ Nhưng mà nó, nó kiểu như sàng sàng Không quá nổi trội các bạn Thì sẽ đánh giá cái con sư này hơn Cái thứ hạng mà 5, 4 và 3 này Thật sự rất khó đánh giá các bạn Thật sự rất khó đánh giá Tại vì cơ bản thì đánh giá phải dựa trên nhiều yếu tố Nếu mà xét về sức mạnh của Meta không á, Thì hiện tại con sư nó đang thua so với con Matria Với lại con Athalia luôn Các bạn biết rồi meta mà meta nên những cái con tướng mới thì nó sẽ được ưu tiên rất là nhiều so với tướng cũ gần như là tại vì meta là do Lilith tạo ra bằng việc là thêm bằng việc là có thể là tạo ra đi bút hoặc là bút cho những cái con tướng mà những cái bút hoặc là đi bút đó thật sự nó rất là hợp với những cái con tướng mới vừa ra mắt các bạn nó khéo như vậy luôn á đó đó là cái hay của Lilith ha do đó thì những con tướng mới hầu như nó sẽ mạnh hơn tướng cũ ở cái meta nhưng mà nếu mà chúng ta đứng ở khía cạnh người chơi lên được một con mà để mà đi được rất là nhiều chế độ thì mình sẽ xếp cái con sư này hơn con Matria vậy vị trí số 5 á, thì mình sẽ ghép cho cái con Matria gã các bạn vị trí số 5 thì mình sẽ gác cho mình sẽ ghép cho con này con này xứng đáng vị trí số 5 hơn con sư để cho các bạn thấy cái mức độ ưu tiên khi các bạn lên tướng thức tỉnh đó, các bạn không phải lên cái con Matria này trước cái con sư đó khi các bạn có được một con sư thì nó sẽ đa dụng hơn các bạn dùng được nhiều hơn các bạn thì con sư thì mình cũng không cần nhắc lại nó là full chế độ kể cả leo map nhưng mà không phải leo map ải nào cũng đi nhưng mà tầm giai đoạn newbie thì chúng ta có thể sử dụng sư cho hầu hết tất cả các ải luôn các bạn còn đối với cái tầm mà tầm map cao trở đi thì lâu lâu có ải thì chúng ta sẽ dùng, sử dụng sư và nếu thích bạn có thể sử dụng cả năm con tướng thất tỉnh chung một ải chắc chắn với các bạn thì nó sẽ clear được một số ải thường phải ải á, dùng cả năm con sẽ dễ dàng clear được ải nha rồi như vậy vị trí số 5 của chúng ta sẽ là con ám vũ Magia và với cái con tướng này hiện tại nó nổi nhất là ở đi bốt và lại đặc biệt là nó trị cái con bốt Nemora, Nemora ở trong hành lang ác mộng ha và cả trong vương quốc miền rủa nó trị cái con một số cái con bốt tại vì cái lượng đam của con này nó là đam theo thời gian nó sẽ rất hợp để đi chung với cái con bé đó là con bé cú cộng với một con là con đồng hồ con nhà tiên tri thời gian các bạn là con đồng hồ con o thó đó rất hợp với con này tại ma rất hợp con này và đặc biệt cái con tướng ma ám vụ của, của chúng ta nó còn rất là mạnh trong cái chế độ gọi là chế độ bvb mình nhắc lại đó là chế độ bvb nha các bạn BBB hiện tại thì con này rất là mạnh một số team cũng phối hợp cùng với nó thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi chúng ta có thể phối hợp với Ogas cùng với team địa ngục như là Phantom, Motas và Yonrat hoặc là con Kaza rất là mạnh luôn các bạn full team địa ngục Ok, vậy còn vị trí số 4 sẽ là ai các bạn giữa Athalia và sư thì mình xin nhận xét cái con sư thì nó sẽ là đứng ở vị trí số 4. Về độ đa dụng thì có thể con sư nó hơi hơi đa dụng hơn so với con Atha các bạn. Tại vì khả năng leo map thì mình thấy con sư thì còn dùng được. Athalia hiện tại thì mình chưa thấy leo map nhiều. Ví dụ như trong cái đấu trường thử nghiệm map cấp độ của con Atha hiện tại thì mình thấy đâu đó khoảng 600 mấy, nhưng mà về cấp độ thử nghiệm của con sư chắc chắn với các bạn nó sẽ cao hơn giờ chúng ta vào coi nha về cấp độ thử nghiệm ở trong cái cái thử nghiệm ban ban hội này nè thì nó sẽ thể hiện cái mức độ mà leo leo map của là trên lực chiến các bạn con sư hiện tại trong ban mình là 674 và chúng ta sẽ cùng qua cái con Athalia thức tỉnh nha nó xem thử cái thứ thứ hạng mà leo map BVE của cái con Atha hiện tại đang là bao nhiêu sáu các bạn do đó thì khả năng leo map của con Atha nó sẽ thấp hơn so với con sư một tẹo nhưng như lúc nãy mình đã phân tích các bạn như lúc nãy mình đã phân tích tướng mới thì meta sẽ rất là chuộng tướng mới các bạn và athalia không là ngồi lệ hiện tại cái con athalia này kết hợp chung với rem hoặc là emilia đang là meta mạnh nhất trong bbb rồi các bạn do đó thì mình sẽ xét cái con atha này cao hơn cái con con sư một bậc con sư một bậc còn về con sư thì mình không cần phải nói nhiều đâu các bạn ha chúng ta đã nhắc quá nhiều tới bạn sư thức tỉnh này từ một cái con tướng tăng cơ tác dụng duy nhất đó là sử dụng cái khiên bất tử của con này trong vòng vài giây nhưng được nâng cấp thành một con thức tỉnh thì nó lại là một con tướng carry cả một team và bao hàm tất cả các chế độ từ BVE, BVE, à, đi boss, đi map, rồi đi sự kiện và vân vân tất cả các chế độ đều có sự xuất hiện của bạn sư này và con này nếu mà trong giai đoạn đầu trong giai đoạn newbie á các bạn xâm được cái con sư thức tỉnh này thì sẽ giúp cho tim của chúng ta leo map rất là ngon luôn các bạn nó vừa có Dam nó vừa bút cái kỹ năng số 5 cho tim và nó vừa gom quái được một chỗ vừa cc vừa gom quái là cho một chỗ và câu kéo thời gian cho những con carry của chúng ta có thể thời gian nạp mana và xả nộ các bạn ha rất là tuyệt vời rồi như vậy thì vị trí số 3 của chúng ta sẽ xứng đáng đó là con Athalia thức tỉnh này điểm bảo chân lý ha video review về con này thì mình đã có rất là nhiều rồi các bạn Thậm chí mình có một bạn đã lên cái con này full năm sau Nhưng mà mình thử vào đi map thì khả năng hiệu khá là nhanh Đi map khả năng hiệu khá là nhanh các bạn Không trụ được lâu nhưng mà kỹ năng của nó thì đam rất là to Đặc biệt là trong BBB BBB rất xịn các bạn đúng như chúng ta dự đoán từ đầu Vị tướng này rất thịnh hành trong BBB và cùng với đó là tình hành trong bot rất may là con này được tình hành trong bot nữa nên mới xứng đáng được vị trí số 3 và đặc biệt là meta hiện tại nó đang khá là chiều chuộng con Athalia này nên em mới xứng đáng vị trí số 3 các bạn ha rồi, như vậy nếu mà chúng ta xếp từ trên xuống dưới những cái con tướng thức tỉnh á, Thì chúng ta có xếp hạng như sau Xếp hạng này là do mình đánh giá Có thể là có một số bạn sẽ đánh giá kiểu khác Đây là xếp hạng dựa trên ý kiến cá nhân của mình Các bạn có thể tham khảo Đặc biệt là các bạn new, newbie Để chúng ta xâm tướng thức tỉnh sao cho nó hiệu quả các bạn nha Cái con tướng thức tỉnh đầu tiên mà mình vote với các bạn Mình vote cho các bạn Đó là con ở Belinda Xếp số 1 Con số 2 của chúng ta sẽ là ở Hoa Kinh, Solai con tướng số 3 của chúng ta sẽ là ở qua kình Athalia. Con số 4 của, của chúng ta sẽ là sư tử kiêu hùng ở qua kình Rutus. Ok. Con số 5 của chúng ta sẽ là Magia ám vũ. Con số 6 của của chúng ta sẽ là ở qua kình Biden. Con số 7 của chúng ta sẽ là ở qua ten Then. Con số 8 của chúng ta là ở qua kình Tây Linh. Và còn số 9 của chúng ta sẽ là Awakening Aziz rồi trên đây thì mình vừa xếp hạng ba vị tướng còn lại của tướng thất tỉnh mà mình chưa đề cập tới cùng với đó là mình nhắc lại toàn bộ xếp hạng của tướng để xếp hạng ở đây là nó đồng nghĩa với thứ tự ưu tiên khi các bạn xâm tướng luôn nha các bạn các bạn nên xâm như vậy thì các bạn sẽ có những cái con tướng để trải nghiệm game tốt hơn ví dụ trong giai đoạn đầu các bạn xâm được cái con Awakening Belinda thì sẽ giúp cho các bạn carry được một team cộng với đó là các bạn có con rem với lại lucretia thì đâu đó các bạn đã có ba con carry của ba team cực kỳ chất lượng với ba con carry thì các bạn sẽ leo đâu đó được map 33 qua được map 33 rồi các bạn ngon ha ok và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều xin chào tạm biệt bye bye